Nga tiếp xúc với những hai đại dương, nhưng nó thiếu trầm trọng đường thông trực tiếp ra một đại dương không bị đóng băng phần lớn thời gian trong năm. Đây là gót chân asin lớn nhất của Nga, ngăn cản cho nước này hoạt động như là một thế lực toàn cầu. Lịch sử đã khẳng định, hải quân mạnh và giao thương đường biển phát triển bằng quốc gia mạnh. Các đế quốc hùng mạnh nhất ít khi nào là các quốc gia không giáp biển, trừ Mông Cổ, nhưng đó là thời kỳ tiền hàng hải. Việc thiếu một cảng nước ấm cũng là lý do tại sao Putin đã không khoan nhượng trong cuộc ẩu đả chính trị tại Ukraine. Tại phía nam Ukraine là bán đảo Crimea, nơi có khí hậu ấm áp, hàng triệu người Nga sinh sống và cảng nước sâu Sevastopol. Sevastopol là một vị trí quan trọng nơi tàu chiến của Nga thả neo.